Kính chào quý khán thính giả, chúng ta lại tiếp tục đến với lại lịch sử kỷ nhà Trần. Đời vua đầu tiên của nhà Trần là Trần Thái Tôn, sau khi được nhận ngôi từ nhà Lý, từ Lý Chiêu Hoàng, thì Trần Thái Tôn lúc đấy còn bé nên là mọi việc triều chính là ở trong tay Trần Thủ Độ và cũng như là thượng hoàng của vua là chính. Thế thì hôm nay là chúng ta lại tiếp tục cái giai đoạn của vua đầu tiên nhà Trần. Năm Đinh Dậu, năm thứ 6, năm 1237, mùa xuân tháng Giêng, xuống chiếu rằng phàm làm chức thư văn khế, nếu là giấy tờ về ruộng đất vay mượn thì người làm chứng in tay ở 3 dòng trước, người bán in tay ở 4 dòng sau. Đấy, cái kiểu luật công chứng bây giờ đấy. Lấy công chúa Thuận Thiên Lý làm vợ, vợ của anh Hoài Vương, Liễu Lập làm hoàng hậu Thuận Thiên, giáng Chiêu Thánh làm công chúa. Bây giờ Chiêu Thánh không có con mà Thuận Thiên thì đang có mang quốc khang 3 tháng. Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực mật mưu với vua là lên mạo nhận lấy để nhờ về sau cho lên có mệnh ấy. Do đó Liễu hợp quân ra sông Cái làm loạn, vua trong lòng áy náy đem ra khỏi thành đến ở nhà Phù Vân Quốc sư. Ngày hôm sau Thủ Độ đem các quan đến đón về kinh sư. Vua nói: "Trẫm còn trẻ tuổi, chưa càng đáng nổi việc nặng nề. Phụ hoàng đã vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, không dám ở ngôi vua mà làm nhục xã tắc." Thủ Độ cố này xin 3 lần vua vẫn chưa nghe. Thủ Độ bèn bảo với mọi người rằng: "Xa giá ở đâu, tức là triều đình ở đấy." Bèn cắm nêu trong núi, chỗ này làm điện thiên an, chỗ kia làm gác các minh đoan minh, sai người xây dựng. Quốc sư nghe thấy thế tâu rằng: "Bệ hạ nên gấp về kinh sư, chớ để làm hại núi rừng của đệ tử." Vua bèn về kinh. Được 2 tuần, Liễu tự biết thế cô khó lòng đối lập được, ngầm đi thuyền độc mộc là giả làm người đánh cá đến chỗ vua xin hàng. Khi ấy vua đương ở thuyền lớn nhìn nhau khóc. Thủ Độ nghe tin đến thẳng thuyền vua, rút gươm thét to rằng: "Giết chết tên giặc Liễu!" Vua giấu Liễu vào trong thuyền, vội vàng bảo Thủ Độ rằng: "Phụng Càn Vương." Phụng Càn là hiệu cũ của Liễu về thời nhà Lý, đến hàng đó thôi, và lấy mình che chở cho Liễu. Thủ Độ tức lắm, ném gương xuống nước sông nói: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em nhà ngươi thuận nghịch thế nào." Vua nói hòa giải hòa, rồi bảo Thủ Độ rước quân về, lấy đất xã, các xã Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang cho Liễu lập ấp Thang Mộc và phong làm Yên Sinh Vương ở đất ấy. Binh lính theo lo làm loạn sông Cái đều bị giết cả. Các quan dâng tôn hiệu là Thống Thiên Ngự Cực Long Công Hậu, Đức Hiển Công Hữu, Thuận Thánh Văn Thuần Vũ, Hiếu Nguyên Hoàng Đế ban yến cho các quan ở điện Thiên An. Tháng 2 rời dựng điện Linh Quang đến bến Đông gọi là điện Phong Thủy. Phàm khi xa giá đi ra trú chân ở đấy, các quan đưa đón tất dâng trầu cau và trà cho nên gọi là điện Hô Trà, điện gọi trẻ. Mùa hạ tháng 5 tiết Đoan Ngọ, làm lễ điếu khuất nguyên và người hiền đời xưa như giới tử thôi, vân vân, hàng năm cứ đến tháng ấy là cử hành. Mộ Tuất năm thứ 7, năm 1238, mùa xuân tháng 2, sai quốc thái sư Trần Thủ Độ duyệt định số Đinh Phủ Thanh Hóa. Mùa thu tháng 7, nước to vỡ các cung thưởng xuân. Tháng 8 định ra kiểu thuyền xe của các vương hầu công chúa, các quan văn võ và người tôn thất, ban yến cho các quan từ ngũ phẩm trở lên ở điện Bát Giác. Kỷ Hợi năm thứ 8, tức năm 1239, mùa xuân tháng Giêng, lại cho Phùng Tá Chu chức nhập nội thái phó, sai về Hương Tức Mạc dựng cung điện nhà cửa. Tháng 2 thi thái học sinh, đỗ đệ nhất giáp là Lưu Miễn Vương Giáp, Vương Giáp, đệ nhị giáp là Ngô Khắc, đệ tam giáp là Vương Thế Lộc, kiểu hiền làm loạn. Tháng 3 chọn dân đinh người nào khỏe mạnh xung làm binh, định ra ba bậc thượng trung hạ. Mùa thu tháng 8 kiểu hiền bị giết. Canh Tí năm thứ 9, năm 1240, mùa xuân tháng Giêng, sai Phùng Tá Chu dựng 5 sở hành cung ở Phủ Thanh Hóa. Mùa thu tháng 7, gió lớn mưa to, nước lớn động đất. Tháng 9 ngày 25, Hoàng Đích Trưởng là Hoàng Sinh, lập làm Đông Cung Hoàng Thái Tử, đại xá cho thiên hạ. Mùa đông tháng 10, thần thú thần Lạng Giang sai cho chạy trạm tâu về việc người phương Bắc đến bắt người cướp của dân trong hạt ấy. Vua sai thị thần là Bùi Khâm đến biên giới phía Bắc để bày tỏ. Tân Sửu năm thứ 10, tức năm 1241,
Mùa xuân tháng 2 chọn người có sức khỏe am hiểu vệ võ nghệ, xung làm quân túc vệ thượng đô. Mùa hạ tháng 4 đại hạn, núi ở các nơi bị lở, chợ dừa đất toác ra. Thôi dồi ôi. Mùa thu tháng 8 nước lớn, tháng chiếu xuống chiếu rằng các ti xét kiện được lấy tiền bình bạc, bình tức là xét xử trước khi có ti bình bạc là thế. Mùa đông tháng 10, người Man phương Bắc đến cướp biên giới, sai đốc tướng Phạm Kính Ân đi đánh lấy được các động Man rồi về. Hoàng tử thứ ba là Quang Khải Sinh, là em cùng mẹ vừa với Thái tử Hoảng, Quốc Khang là anh trưởng, sau đều phong đại vương, thứ nhất Nhật Vĩnh Ích Tắc Chiêu Văn đều phong cua vương, rồi các con thứ nữa thì phong thượng vị hầu. Con trưởng của các vương thì phong vương, các con thứ thì phong thượng vị hầu, lấy thế làm chế độ vĩnh viễn. Vua thân đi đánh các trại Vĩnh An, Vĩnh Bình của nước Tống phía đường bộ, rồi đi qua các châu Khâm Liêng tự xưng là Trai Lang, bỏ thuyền lớn trong cõi, chỉ đi bằng các thuyền nhỏ Kim Phượng, Nhật Quang, Nguyệt Quang. Người châu ấy không biết là vua đều sợ chạy, đến sau biết là vua mới lấy dây sắt khóa ngang dòng sông để chắn đường thủy. Khi trở về, vua sai nhổ lấy vài chục cái neo sắt đem về, phùng tá Chu chết. Năm Nhâm Dần năm thứ 11, tức năm 1242, mùa xuân tháng 2, chia nước làm 12 lộ, đặt các chức an phủ hoặc trấn phủ tránh phó hai viên để cai trị. Các xã sách thì đặt chức đại tiểu tư xã, từ ngũ phẩm trở lên thì là đại tư xã, từ lục phẩm trở xuống đều là tiểu tư xã, hoặc có người kiêm 2, 3, 4 xã cùng là xã chính, xã sử, xã giám gọi là xã quan, làm sổ hộ khẩu, con trai lớn gọi là đại hoàng nam, còn gọi nhỏ gọi là tiểu hoàng nam, 60 tuổi gọi là lão, già lắm là gọi là long lão. Ôi dồi. Nhân đinh có ruộng đất thì nộp tiền thóc, không có ruộng đất thì miễn cả. Có 1-2 mẫu ruộng thì nộp 1 quan tiền, có 3-4 mẫu thì nộp 2 quan tiền, có từ 5 mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiền. Tô ruộng mỗi mẫu nộp 100 thăng thóc. Mùa hạ tháng 4 sai thân vệ tướng quân là Trần Khuê Kình đem quân trấn giữ biên giới phía Bắc, đánh lấy các địa phương lộ bằng tường. Trước là từ sau khi Nguyên Thái Tổ băng thì cửa ải không được không thông, nếu có sứ mệnh thì chỉ có 2 viên chánh phó và 2 người đi theo mà thôi, còn sản vật tiến cống có bao nhiêu thứ thì gói bọc cẩn thận đưa đến tận địa giới, thổ quan bản xứ nhận giờ giữ để nộp. Sứ thần đến kinh chỉ dâng biểu tâu thôi, các vật tiến cống không đến nơi đưa cả được. Đến nay sai tướng chống giữ đánh chiếm mới được thông hiếu với những nước Tống. Tháng 5, tháng 6, đại hạn soát tù, đại xá thiên hạ. Mùa đông tháng 7 mưa, miễn một nửa tô ruộng. Tháng 9 ngày canh thìn mồng 1 có nhật thực. Mùa đông tháng 10 nước Chiêm Thành sang cống. Tháng 12 có rồng vàng hiện. Quý Mão năm thứ 12, tức năm 1243. Mùa xuân tháng riêng hạ lệnh cho các quan lộ làm sổ dân đinh. Hạn tháng 2 làm xong. Tháng 2 đắp thành bên trong gọi là thành Long Phượng và chữa lại quốc tử giám. Mùa hạ tháng 6 sai viên ngoại lang Trương Thất xét xử các án đô vệ phủ. Mùa thu tháng 8 nước to vỡ vào thành Đại La. Mùa đông tháng 10 chọn người bổ làm điêu dịch ở các quân hộ quân bộ. Giáp Thìn năm thứ 13, tức năm 1244. Mùa xuân tháng riêng chia sai các văn thần đi trị nhậm các phủ lộ ở trong nước, và 12 nơi phủ có chi phủ lộ có thông gia phán, châu có tàu vận sứ và phó sứ để giữ việc vận trở, định các điều luật về hình luật. Tháng 3 cho cha sinh là Phùng Tá Chu, cho cha sinh Phùng Tá Chu là Phùng Tá Thang làm Tả Nhai Đạo Lục, chưa tước Tản Long. Bấy giờ phàm vương hầu bổ quan tăng đạo thì gọi là Tả Nhai, vì không được đứng vào các hạng quan trong triều. Tả Nhai là phẩm cao nhất trong ngạch tăng đạo, không phải là người thông thạo về tôn giáo của mình thì không được dự càn. Nay đem phong cho Tá Thang là lễ ưu hậu lắm. Mùa đông tháng 10 định giờ lương bổng các quan làm việc trong ngoài các quan túc vệ. Ất Tỵ năm thứ 14, năm 1245. Mùa xuân tháng riêng vua ngự hành cung ứng phong. Mùa thu tháng 8 nước to vỡ đê Thanh Đàm. Mùa đông tháng 12 gió to mưa rào 3 ngày nước sông lên to, rắn và cá chết nhiều. Bính Ngọ năm thứ 15, năm 1246. Mùa xuân tháng 2 định các quan chọn người khỏe mạnh xung làm quân tứ thiên, tứ thánh, tứ thần, các người các lộ thiên trường Long Hưng xung làm quân thiên thuộc, thiên cương trương thánh, cờ củng thần bên trong, người hai lộ hồng và khoái xung làm quân tả hữu và thánh dực.
người các lộ thờ Trường Yên, Kiến Xương, Xung Làm Quân, Thánh Dực, Thần Sách. Còn các lộ khác thì xung làm cấm quân của Cấm Vệ, Tăng Đảng, Đảng thì xung làm Trại Nhi và đoàn đội tháng 3. Khảo diệt các quan văn võ trong ngoài cứ 10 năm một lần, định 10 năm thăng tước một cấp, 15 năm thăng chức một bậc. Các quan nào khuyết thì cho chức tránh kiêm chức phó. Nếu tránh phó đều khuyết thì lấy quan khác tạm giữ, đợi đủ hạn khảo diệt thì bổ cho chức ấy. Bấy giờ nhà nước có vô sự, nhân dân yên vui, người làm quan mãi một chức, người ở quán các 10 năm mới được xuất thân, người ở sảnh cục 15 năm mới được xuất thân. Chức tể tướng thì chọn trong tôn thất, người nào tài giỏi, có đạo đức nghệ thuật, thông hiểu thi thư thì cho làm. Mùa hạ tháng 5, tháp ở núi Long đội đổ. Mùa thu tháng 7, định lệ thi tiến sĩ, cứ 7 năm một khoa. Mùa đông tháng 12, cho Trương Mông làm ngự sử đại phu, Mông người phủ Thanh Hóa có hùng tài. Đinh Mùi năm thứ 16, tức năm 1247. Mùa xuân tháng 2, mở khoa thi chọn học trò cho Nguyễn Hiền, Đỗ Trạng Nguyên, Lê Văn Hưu, Đỗ Bảng Nhãn, Đặng Ma La, Đỗ Thám Hoa Lang, lấy Đỗ Thái Học sinh 148 người cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Trước đây hai khoa Nhâm Thìn và Kỷ Hợi chỉ chia làm Giáp Ất, chưa có tên Tam Khôi, đến đây mới đặt. Mùa hạ tháng 4 có động đất. Mùa thu tháng 8 thi các khoa thông giáo, Ngô Tần, Đỗ Giáp Khoa, Đào Diễn, Hoàng Hoan, Vũ Thị Phủ, Đỗ Ất Khoa, Mậu Thân năm thứ 17, năm 1248. Mùa xuân tháng riêng đổi miếu hiệu của Huy Tôn, gọi là miếu Thái Tổ, Thọ Lăng, gọi là Huy Lăng. Tháng 3 sai các lộ đắp đê, giữ nước sông, gọi là đê Đỉnh Nhĩ, đắp suốt từ đầu nguồn cho đến bờ biển để giữ nước lụt tràn ngập. Đặt chức hà đê tránh phó xứ để trông coi chỗ đắp, thì đo xem đắp và mất bao nhiêu ruộng đất của dân theo giá trả lại tiền. Đắp đê Đỉnh Nhĩ bắt đầu từ đấy. Ai già thời này đã biết giải phóng mặt bằng đấy. Mùa hạ tháng 4 làm cầu Lâm Ba ở chùa Chân Giáo, qua hồ Ngoạn Thiềm đến quán Thái Thanh, cung cảnh linh rất là lộng lẫy. Tháng 6 Hoàng hậu Thuận Thiên băng truy tôn là Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu, sai những nhà phong thủy đi xem khắp các núi sông trong nước, chỗ nào có vượng khí thì dùng phép thuật để trấn áp, như là đào sông Bà Mã, sông Lễ, đục núi Chiếu Bạc ở Thanh Hóa vân vân, còn lấp các khe kênh mở đường ngang dọc thì nhiều không kể xiết, đó là theo lời của Trần Thủ Độ. Kỷ Dậu năm thứ 18, mùa xuân tháng riêng sửa lại chùa Diên Hựu, xuống chiếu vẫn nằm ở nền cũ, đại xá cho tiên hạ. Mùa thừa hạ tháng 4 ngày Nhâm Dần mùng 1 có nhật thực. Mùa thu tháng 7 có mưa đá to. Canh Tuất năm thứ 19, tức năm 1250. Mùa xuân tháng 3 động đất, xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là quốc gia, đổi đô vệ phủ làm Tam Ti Viện, gồm các viện Phụng Thuyên, Tuyên, Thanh Túc, Hiến Chính. Mùa hạ tháng 5 xuống chiếu rằng các việc kiện tụng đã xét xong, phải cùng với các quan thẩm hình viện xét kỹ nghĩ định tội, cho Lê Phụ Trần làm ngự sử trung tướng, chi Tam Ti Viện sự. Mùa thu tháng 7 cho Minh Tự Lưu Miễn làm an phủ sứ phủ lộ Thanh Hóa. Tân Hội năm thứ 20, tức năm 1251. Mùa xuân tháng 2 đổi niên hiệu là Nguyên Phong năm thứ nhất. Vua thân làm bài minh cho các hoàng tử, dạy về trung hiếu, hòa hộ tốn, ôn lương cung kiệm, đem trưởng công chúa Thiên Thành gả cho Trung Thành Vương không rõ tên, con trai Yên Sinh Vương là Quốc Tuấn cướp lấy công chúa về với Quốc Tuấn. Ngày 15 tháng ấy, vua mở đại hội 7 ngày đêm, bày các đồ về lễ kết tóc và các trò chơi cho người trong triều ngoài nội chơi xem, ý muốn cho công chúa Thiên Thành làm lễ kết tóc với Trung Thành Vương, trước cho công chúa Thiên Thành ở nhà của Nhân Đạo Vương. Nhân Đạo Vương là cha sinh ra Trung Thành Vương. Quốc Tuấn muốn lấy công chúa Thiên Thành mà không làm thế nào được, mới nhân ban đêm lẻn vào chỗ của ở công chúa để thông dâm. Công chúa Thụy Bà là chị ruột của Trần Thái Tôn, cô của Quốc Tuấn, nuôi Quốc Tuấn làm con, liền đến gõ cửa điện báo cấp báo. Người coi cửa vội vào tâu, vua hỏi việc gì. Thụy Bà trả lời: không ngờ Quốc Tuấn điên cuồng càn rỡ, đem vào chỗ Thiên Thành ở, Nhân Đạo Vương đã bắt giữ lại rồi, sợ bị giết, xin hệ hạ thương cho, sai người đến cứu. Vua vội sai nội nhân đến nhà Nhân Đạo Vương, đến nơi tin thấy im lặng, bèn vào chỗ Thiên Thành ở thì thấy Quốc Tuấn ở đấy. Nhân Đạo vừa bấy giờ mới biết. Hôm sau Thụy Bà dâng 10 mâm vàng sống tâu rằng vì vội vàng không sắm đủ lễ vật,
Vua bất đắc dĩ đem công chúa Thiên Thành gả cho Quốc Tuấn, lấy 2.000 khoảng ruộng ở Ứng Thiên để trả cho Trung Thành Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên thì bàn, con gái vua đi lấy chồng tất phải nhờ chư hầu cùng họ đứng ra làm chủ hôn, theo lễ thì phải thế. Thái Tôn đem Thiên Thành công chúa giả cho Trung Thành Vương, mà công chúa lại về với Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn, được hôn nhân không chính quá lắm vậy. Thế thì lễ cưới không ai đứng chủ ư, giữ việc lễ sao không có chủ được. Vì giặc vua trong đạo vợ chồng là bất chính, cho nên người làm con tôi cũng bắt trước, và lại lấy nhau không phải người khác họ mà lấy người cùng một họ, chỉ là nhà Trần là thế, trong việc trái lễ lại trái lễ nữa. Vua ban yến ở nội đại, các quan đều dự. Đến khi rượu say, người dự tiệc đều đứng dậy giang tay mà hát. Ngự sử trung tướng sau đổi là trung úy là Trần Chu Phổ cũng là người nhà mà giang tay, nhưng không hát câu gì khác, chỉ nói sử quan hát thế thôi, sử quan hát thế thôi. Đến sau có yến tiệc gì, các người đội mo lang cầm cái dùi làm tiểu lệnh thì lại càng thô bỉ lắm. Chát. Mùa hạ tháng 4, Yên sinh Vương Liễu mất, thọ 41 tuổi, ra phong làm đại vương. Phạm Kính Ân mất, Kính Ân là thái úy quan nội hầu cũ của nhà Triều Lý. Nhâm Tý nguyên phong năm thứ 2, năm 1252. Mùa xuân tháng riêng, vua thân đi đánh Chiêm Thành, sai Khâm Thiên đại vương là Nhật Hạo làm lưu thủ. Chiêm Thành từ khi nhà Lý suy nhược càng thường đem vua thuyền nhẹ đến cướp bóc dân ven biển. Đến khi vua lên ngôi, thần lấy Đức Vỗ về sai sứ sang dỗ bảo, tuy có thường sang cống nhưng lại đòi lại đất cũ mà có ý dòm ngó nước ta. Vua giận cho nên có việc thân chinh này. Mùa đông tháng 12, bắt được vợ vua Chiêm Thành là bố Gia La và các thần thiếp nhân dân rồi về. Có thiết nói bắt được vua Chiêm Thành là bố Gia La thì không đúng. Nếu quả như thế thì Lê Văn Hưu làm sử ký sao lại không dẫn mà cùng khen với việc bắt được Xạ Đẩu, nay theo sử cũ của Phan Phu Tiên là phải hơn. Quý Sửu năm thứ 3, năm 1253, mùa hạ tháng 4 cho Khâm Thiên đại vương là Nhật Hạo làm thái úy. Tháng 6 lập quốc học viện, tô tượng Khổng Tử, Chu Công và An Thánh, Á Thánh, vẽ tượng 72 người hiền để thờ. Mùa thu tháng 8 lập giảng võ đường, tháng 9 xuống chiếu cho các nho sĩ trong nước đến từ Quốc Tử Giám viện giảng học tứ thư lục kinh. Giáp Dần năm thứ 4, năm 1254, mùa hạ tháng 5 định quy chế xe kiệu mũ áo và người hầu của Tôn Thất và các quan văn võ theo thứ bậc khác nhau, từ Tôn Thất đến quan ngũ phẩm đều đi kiệu ngựa võng. Tôn Thất thì kiệu đầu đòn chạm phượng sơn son, tướng quốc thì kiệu đầu đòn chạm anh vũ sơn then lọng màu tía, từ tam phẩm trở lên thì kiệu đầu đòn chạm mây lọng xanh, từ tứ phẩm đến lục phẩm thì kiệu đầu đòn bằng đầu, ngũ phẩm trở lên thì lọng xanh, lục thất phẩm thì lọng giấy đen. Còn theo hầu nhiều thì 1.000 người, ít thì 100 người. Bấy giờ các vương hầu phần nhiều lấy sự đánh nhau bằng tay không và một mình đi ăn cướp là dũng cảm. Vũ Uy Vương Duy, con Thái Tôn cũng làm thế. Một hôm Vũ Uy Vương đánh nhau tay không ở Bến Đông, vua Vi Hành đi chơi trông thấy cho hỏi rằng người béo mà trắng là ai, bắt lại đây để sai bảo. Uy Vũ nghe thế trốn mất. Tháng 6 bán ruộng công, mỗi một diện là 5 quan tiền, cho nhân dân mua làm của tư. Mùa đông tháng 10 cho Phạm Ứng Mộng địa tiền bảo tự họa đi để vào chầu. Trước là vua Chiêm Bao đi chơi, thấy thần nhân chỉ một người bảo rằng người ấy có thể làm hành khiển được. Lúc tỉnh dậy không biết người nào, một hôm tan buổi chầu ngự ra ngoài thành, thấy có một người con trai theo học ở cửa năm kinh thành, hình dáng giống hệt người trong mộng, gọi đến hỏi ứng đối giống như những câu trong nói trong mộng. Vua muốn trao cho chức hành khiển mà khó lòng, mới cho hơn 400 con tiền bảo tự họa, cho tên là Ứng Mộng. Sau khi thăng dần đến chức hành khiển, đó là bắt chước lệ cũ của Triều Lý, dùng Lý Thường Kiệt và Lý Thường Hiến vậy. Ất Mão năm thứ 5, tức năm 1255, mùa xuân tháng 2 sai Lưu Miễn bồi đắp đê sông các sứ ở Thanh Hóa. Mùa hạ tháng 4 chọn các tản quan làm hà đê tránh phó các sứ. Lộ khi nào dỗi việc là làm ruộng thì đốc thúc quân lính đắp bờ đê đào và mương lạch để phòng lụt hạn. Hoàng tử thứ 6 Nhật Duệ Sinh, trước là đạo sĩ ở cung Thái Thanh tên là Thận Dệ Lễ, cầu tự cho vua. Khi đọc sớ xong tâu với vua rằng thượng đế đã y lời sớ tâu sẽ sai Chiêu Văn Đồng Tử giáng sinh ở Trần Thế 4 kỷ, rồi hậu cung có mang, quả nhiên sinh con trai ở tay có hai chữ Chiêu Văn Đồng Tử, nét chữ rõ ràng, thề vì thế đặt Chiêu Văn tức Nhật Duật. Đến khi lớn lên nét chữ mới mất dần đi. Nhật Duật năm Nhật Duật 48 tuổi, ốm hơn một tháng,
Các con làm chay xin giảm bớt tuổi của mình để cho cha được sống lâu. Đạo sĩ đọc sớ xong đứng dậy nói, Thượng Đế xem sớ cười và nói rằng, sao lại quyến luyến trần tục ở lại lâu thế? Sau các con thực là có hiếu, có thể cho lại sống thêm 2 kỷ nữa, rồi khỏi bệnh đến khi nhập giật mất tuổi 77, đủ 6 kỷ lẻ 5 năm. Tháng 5 ngày trồng, tháng 5 trồng 500 trượng toàn cây muỗm, suốt từ bến sông Hồ, bến Hồng Tân đến đê quay vạc Tuấn Thần. Mùa thu tháng 8 nước to, vương ngự chơi hồ Tây. Mùa đông tháng 10 vương ngự đến hành cung phủ Thiên Trường. Bính Thìn năm thứ 6 tức năm 1256. Mùa xuân tháng 2 mở khoa thi chọn học trò, lấy Trần Quốc Lặc, Đỗ Kinh Trạng Nguyên, Trương Sán Lỗ, Đỗ Trạng Nguyên, Chu Hinh Đỗ Bảng Nhãn, Trần Uyên Đỗ Thám Hoa Lang, lấy Đỗ Thái học sinh 43 người. Cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Khi mới dựng nước, số người thi đỗ chưa chia ra kinh trại, đỗ đầu gọi là Trạng Nguyên, đến đây chia Thanh Hóa Nghệ An làm trại, cho nên có các kinh trại khác nhau. Tháng 3 nhuận đúc 330 quả chuông. Mùa hạ tháng 5 xét đánh điện Thiên An, lại đánh cung Thái Thanh, tượng tôn Thiên Tôn bị đổ xuống đất, gãy một ngón tay, vét sông Tô Lịch. Mùa thu tháng 7 vừa Vũ Thành Vương Doãn đem cả nhà trốn sang nước Tống. Thổ quan là Phủ Tư Minh là Hoàng Binh bắt lại đưa trả cho ta. Doãn là con của Yên Sinh Vương do Hiến Hiển Từ sinh. Yên Sinh có hấn khích với nhà nước cho đến khi Hiển Từ băng thế, thất thế trốn sang Bắc Quốc. Vua thưởng cho bỉnh vàng lụa, từ đấy quan ải phòng giữ càng thêm nghiêm cẩn. Đinh Tị năm thứ 7 năm 1257, mùa xuân tháng 2, Hoàng Bình đem cả nhà đến cửa khuyết, dâng con gái vào cung. Vua nhận sách phong làm Huệ Túc phu nhân. Mùa thu tháng 8, chủ trại Quy Hóa là Hà Khuất sai người chạy tâu có sứ nhà Nguyên sang. Bắt đầu kiếm cơ sinh sự đây. Tháng 9 xuống chiếu cho Tả Hữu tướng quân thủy bộ ra giữ biên giới theo sự tiết chế của Quốc Tuấn. Mùa đông tháng 11 truyền cho trong nước sửa làm binh khí. Tháng 12, ngày 12 tướng Nguyên là Ngột Lương học đài xâm lấn Bình Lệ, vua tự làm tướng đốc chiến trước sông Pha Tên Đoạn. Quan quân hơi đúng, vua ngoảnh trông hai bên chỉ có Lê Phụ Trần tức Lê Tần cưỡi ngựa một mình ra vào trận giặc, sắc mặt như thường. Lúc ấy có người khuyên vua đóng trại để trông coi chiến đấu. Phụ Trần cố sức can rằng, như nay chỉ là bệ hạ dốc túi đánh nước cuối cùng thôi, nên đánh lánh đi, chớ lên nhẹ tin lời người ta. Bấy giờ vua mới đuôi quân đóng ở sông Lô, Phụ Trần đi giữa ở sau. Quân giặc bắn tới tấp, Phụ Trần lấy ván thuyền để che được thoát nạn. Thế giặc hăng lắm lại phải lui giữ sông Thiên Mặc. Phụ Trần theo vua làm việc cơ mật, không mấy người biết. Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền Nhật Hạo hỏi kế. Nhật Hạo đương ngồi tựa mạn thuyền không đứng dậy, chỉ lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ Nhập Tống ở mạn thuyền. Vua hỏi quân Tinh Cương đâu. Quân Tinh Cương là quân của Nhật Hạo một trông coi. Nhật Hạo trả lời gọi không đến. Vua bèn rời thuyền đến hỏi Thái sư thủ độ trả lời rằng, đầu tôi chưa rơi xuống đất thì bệ hạ không cần lo ngại gì. Ngày 24 vua và thái tử ngự thuyền lầu tiến quân đến bến Đông đón đánh, phá được quân giặc. Quân Nguyên trốn về đến trại Quy Hóa, chủ trại là Hà Bổng chiêu tập người man đánh úp, lại phá được. Khi ấy quân Nguyên mới lấy được Vân Nam. Quân du binh lấn đến đâu không có ý đánh lấy, bấy giờ gọi giặc là Phật. Khi lui giặc lui cho Bổng tước hầu, tha tội cho tiểu hiệu là Hoàng Cự Đà. Trước là vua cho các quan hầu cận ăn quả xoài, Cự Đà không được ăn. Đến khi quân Nguyên đến bến Đông, Cự Đà ngồi thuyền nhẹ trốn đi. Đến Hoàng Gia gặp Hoàng Thái Tử đi thuyền ngược lên, Cự Đà tránh sang bờ sông bên kia. Thế là thuyền đi rất gấp, quan quân hô to lên hỏi quân Nguyên ở đâu. Cự Đà trả lời không biết, các ngươi lên hỏi những người ăn xoài ấy. Đến đây Thái Tử xin phép Cự Đà vào cực hình để răn để những kẻ làm tôi bất trung. Vua nói Cự Đà tội đáng giết cả họ, song đời xưa có việc dương chân không được ăn thịt dê, đến lỗi lầm của quân nước Trịnh bị thua, việc của Cự Đà là lỗi của ta, tha tôi cho tội chết, cho đánh giặc chuộc tội. Khi đấy thân vua đem 6 quân đi chống giặc, quan trưởng Ấn vội vàng giấu ấn báo bên giường điện Đại Minh, chỉ đem ấn nội mật đi theo. Nửa đường ấn ấy lại mất giấy tờ trong việc quân khu không có ấn, vua sai thợ khắc gỗ làm ấn. Đến khi trở về kinh sư lại có người đem dâng ấn bị mất lời ấy, ấn báu giấu đi vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Mậu Ngọ năm thứ 8 năm 1258,
mùa xuân tháng riêng ngày mùng 1, vua ngựa chính diện cho trăm quan vào chầu, trăm họ yên nghiệp như cũ, định câu phong công tước cho Lê Phụ Trần làm ngự sử. Đại phu đem dâng công chúa Chiêu Thánh gả cho vua, nói trẫm không có khanh thì làm được việc gì có ngày hôm nay. Khanh lên cố gắng để cùng hưởng phúc sau này. Sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống, sai Lê Phụ Trần và Chu Bác làm lãm làm sang Nguyên. Khi ấy sứ Nguyên sang đòi của dâng hàng năm, tăng thêm vật cống, bàn tính phân vân không quyết định. Vua sai Lê Phụ Trần sang sứ Bắc lãm làm phó, rốt cuộc định 3 năm một kỳ cống làm thường lệ thường. Tháng 2 ngày 24, vua chuyển ngôi cho Hoàng Thái Tử lui ở Bắc Cung. Thái Tử lên nối ngôi đế, đổi niên hiệu là Thuận Thiệu Long. Năm thứ nhất, đại xá cho thiên hạ, xưng là Nhân Hoàng. Tôn Thượng Hoàng là Hiển Ngưu Thánh Thọ, Thái Thượng Hoàng Đế. Các quan dâng tôn hiệu Hiến Thiên Đạo để Đại Minh Quang Hoàng Đế. Mùa thu tháng 8, gió to, đỉnh tháp báo thiên gãy rơi xuống, lấy con gái năm thứ năm của Yên Sinh Vương là Thiều làm thiên cảm phu nhân, rồi sách phong làm hoàng hậu. Mùa đông tháng 11, ngày 11, Hoàng Trưởng Tử Tẩm Sinh phong em là Quang Khải làm Chiêu Minh Đại Vương. Đến đây là kết thúc vị vua đầu tiên của nhà Trần, công trạng hiển hách, làm cho quốc thái dân an, rất đáng được để lưu danh sử sách muôn đời.